tôi sẽ hướng dẫn may đối với cái dạng cổ mà cái sợi dây tết như này này, nhất lại là vải rất là mềm thì thực ra rất là khó may, không phải đơn giản. Tưởng chừng đơn giản nhưng khi mình đưa vào thì nó cứ bị giãn, giãn nó bị thắt, dẫn đến là cứ đoạn to đoạn bé như này. Và nhiều người thắc mắc là cứ làm xong nó cứ trượt mí thôi. Chính là thợ của nhà tôi làm cũng có vấn đề đấy. Cho nên là chính vì vậy là tôi muốn chia sẻ với các bạn cái phương pháp làm thế nào đối với những loại vải mà nó mềm mà tết như này để may đảm bảo là không bị trượt mí. Cái này thì tùy mình may lên cổ thì có thể may cả cổ trước hoặc cổ nguyên cả cổ trước lẫn cổ sau, hoặc là chỉ may cái vòng cổ trước thôi. Khi tết mà săn quá thì rất là xấu, nếu mà tết lỏng như này thì cái độ đàn hồi nó nhiều, khi may là mọi người phải hết sức lưu ý. Điều thứ nhất là tôi muốn may được thì mình sẽ gập gập cái miệng này lại. Thì trước khi gập thì cái đầu này này các bạn phải 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 lược tay hoặc làm bằng cái máy của mình rút nó vào để cho cái đầu nó thu vào, mình gập và nó sẽ không lộ nhá. Đây, bởi vì bắt đầu từ vai thì mình sẽ chặn một lần trước tiên vào phần vai này. Cái này cũng là một loại mà đòi hỏi cái kỹ thuật của mình phải thật sự là khéo léo. Bên dưới này, cái cổ này của mình ấy, xong mình may xong rồi nó đã có độ hãm nhất định và nó ít ít bị giãn. Cho nên là khi mình may, trước tiên là cái phần thân bên dưới mình phải hơi kéo căng để phẳng. Còn đối với cái sợi dây mà mình đã tết như này thì các bạn không được làm giãn ra, mà các bạn phải đẩy hơi trùng vào cho mềm. Lá bên dưới, cái vòng cổ bên dưới thân này các bạn phải phải kéo căng, đẩy trùng vào thì cái mép nó sẽ tự nhiên nó tạo thành một đường thẳng, nó tạo thành một đường thẳng như này và mình đi. Nhưng riêng đối với dòng này ấy, thì các bạn không được đi nhanh quá đâu. Thực ra không đi được nhanh, đi nhanh là sẽ bị hỏng, chứ không thể nói là đi nhanh mà ok được. Tùy từng loại, có những cái thì mình may càng nhanh một chút thì nó sẽ càng đều hơn, không được dừng nhiều. Nhưng đối với cái dòng này thì mình buộc phải dừng nhiều, bởi vì tại sao, mình đi trên một cái vòng cổ rất là cong thì mình không thể nào mình cua nhanh được. Hai nữa là cái phần dây này này nó rất là lùng nhùng, nó có thể giãn ra rất là nhiều. Mà hai nữa là bằng ba sợi vải mình đã lộn dây xong mình tết lại, cho nên là các mép, các sợi dây, cái độ đan móc với nhau ấy, nó đã có cái sự gián đoạn. Cho nên là nếu các bạn mà đi nhanh quá là nó sẽ đẩy ra, nó sẽ đẩy ra làm cho cái dây này nó bị thắt lại. Thắt lại thì mình may dễ bị trượt mí. Đây các bạn nhìn này, mình may khi mà mình đẩy trùng lại thì nó sẽ đều, cái bản dây tự khắc là nó sẽ đều, nó nằm bẹp xuống, mình sẽ không bao giờ bị trượt. Còn nếu bạn kéo ra ấy, thì cái dây này nó bé tí, nó vừa nhỏ mà nó vừa bị thắt, cho nên mình may cứ bị trượt thôi. Hai nữa là cái thao tác nhé, cái này vậy thôi, nhưng mà cái thao tác lúc các bạn để bện sợi dây này mà không đều tay ấy, thì nó cũng xảy ra cái tình trạng là đến lúc mình may xong mà mình để trùng như này là cái bản dây nó sẽ bị to bé. Cho nên là mình để trùng, lúc mà mình may này để trùng nhưng mà cũng phải đều tay, chỉ cần để lên đủ được cái độ êm này thôi, chứ không phải là ấn, cứ ấn trùng càng tốt cũng không phải. Như này nó phải đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cao, chứ không đơn giản giống như cái túi mà mình, cái túi tròn mà mình may bong ấy, hoặc là cái túi có lé ấy. Đấy là những cái dạng mà cái góc chữ V các bạn phải lưu ý nhé, để trạng thái là cổ êm nhất để mình kê nó vào, không là sẽ bị chữ V này nó bị giãn quá, hoặc là chữ V nó lại bị hơi bị nhọn. Cái này lúc rời thì cũng càng khó hơn.
Đây là cái người thợ người ta đệm dây đấy, chưa được đều lắm đâu. Nếu mà như thế này khi mà người may vào phải thực sự là xử lý phải hết sức khéo léo thì may ra mới cái cổ mới ok được. Nên lên một sản phẩm mà muốn đẹp ấy thì cái sự kết hợp giữa cái người làm các công đoạn trước và công đoạn sau ấy phải hết sức là nhịp nhàng, như là công đoạn nào mình cũng phải làm đảm bảo đẹp đúng kỹ thuật thì lên các công đoạn sau làm nó mới dễ, mà lên sản phẩm nó mới hoàn chỉnh được. Đến đoạn này mà các bạn mà cắt cụt đi phát là sẽ không ấy được đâu nhé, sẽ sổ ra nhé. Này đến đây rồi thì các bạn phải lấy dấu đến đúng cái mỏm vai này này, để trùng cái sợi dây vào một chút như lúc mình đang may, để trùng vào như này, xong mình lấy dấu cái vị trí đến đúng đầu vai này, xong mình phải chặn trước, để chặn cố định trước, chặn mình để chặn cách cái đầu vai lên trên là khoảng 3 ly, để mình đến lúc mình gấp thì cái đường may này của mình nó sẽ giấu vào bên trong. Chặn này phải chặn hai đường nhá, để gấp cái đầu kia vào nó rất là gọn. Để mình dùng dùng tay, và một bên là dùng tay ấn vào, một bên là dùng cái chân vịt thì mình gạt sâu vào để cho nó thắt nhỏ vào, lúc mình gói vào thì nó sẽ ok. Cắt này cách khoảng 2 ly thôi. Các bạn sẽ gặp đúng cái dấu này để đưa vào đây là vừa. Mới chỉ phải khéo nhá. Lưu ý khi mà mình nối chỉ thì mình nối vào cái phần vải mà nó tối màu, nó khuất, thì cái vấn đề nối chỉ của mình nó đỡ lộ. Này, mình quay vuông góc sang. Dày quá rất là nguy hiểm. Lại quay ra các bạn phải bí tiếp một đường thứ hai, đèm đường bên dưới. Đối đường này thì các bạn phải kéo luôn á, cái này kéo thật là mạnh. Lúc này kéo thì sẽ không sợ, bởi vì là mình đã để trùng sợi dây viền rồi. Kéo cả cái vòng cổ, cả thân, cả dây viền cùng một lúc thì sợi dây viền mới không bị xô. Nhưng mình vẫn phải chỗ nào đoạn nào dây viền nó bị bông lên nữa, mình phải ấn cái tay xuống để cho cái dây viền nó nằm bẹp xuống. Không là mọi người sẽ bị tình trạng là
là dây viền nó sẽ không đều. Mình đưa tay để mình ốp sát cái sợi dây viền vào đúng cái chân vịt của mình đi này. Nó đang lồng phồng như này, các bạn sao phải làm, phải chỉnh cho nó khéo vào. Cứ vào đúng cái khe này này, cái mép dưới này nó vào đúng cái phần khe giữa chân vịt nhá. Ốp sát vào chân vịt một chút thì nó sẽ không bị trượt mí. Chứ nó vượt qua một chút là nó cũng sẽ thành mí to. Hoặc là nó non chân vịt thì nó sẽ thành trượt mí. Có những cái đoạn người ta thắt người ta tết rất là to, rất là lỏng. Đã chót làm rồi thì mình khi mà mình may lại mình phải biết cách xử lý sao cho nó khéo léo, nó lên cái sản phẩm nó vẫn là tối ưu nhất, là đẹp nhất. Cái sợi dây lúc mà các bạn trước khi may các bạn nhìn nó rất là bé đúng không, rất là bé, nhưng mà nhỏ như vậy thì thực ra may lên nhìn nó không đẹp. Đối với sợi dây bệ nó quá bé, nó không làm cho cái phần cổ nó nổi bật. Mà do tại sao nó bị như vậy, do là cái sợi vải viền của mình là cái vải nó rất là mỏng, nên là khi mình làm lên ấy, nó đang ở cái trạng thái lỏng chảy chiều dài, cho nên là nhìn nó rất là nhỏ. Nên khi chúng ta đẩy được cái phần dây tết của mình vào ấy, thì tự nhiên các sợi này nó sẽ xít vào với nhau, nó xít vào với nhau, nó làm càng thu chiều dài lại thì cái chiều ngang nó sẽ càng nở ra, mà nó bẹp hẳn cái sợi, những cái sợi tết của mình nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Còn lúc mà mình ở trạng thái kia thì nó cứ bị tròn sợi dây mà sợ rất là mỏng mà mềm, nó lại nhỏ, cho nên là để như vậy thì lên sẽ rất là xấu. Rất là xấu, nó nhũng nhão. Khi mình đẩy vào thì nó đang trạng thái là cái sợi dây ấy nó nằm êm và nó có độ khít hơn, nó khít hơn, nó nở ra thì dẫn đến là cái dây, cái bản viền sau khi mình làm xong rồi nó nở rất là to to như này lên cái cổ mình, cảm giác nó rất là đanh mà nổi bật.